Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2022 của tuổi Tỵ, tinh thần uể oải, mưu sự khó thành. Xem tử vi tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần đối với những người tuổi Tỵ, bản mệnh không gặt hái được nhiều kết quả lý tưởng trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Tuy nhiên, con đường tình duyên lại có nhiều điểm sáng. Hãy luôn giữ những suy nghĩ lạc quan, tích cực, rồi mọi việc sẽ dần tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm bệnh, bản mệnh thường cảm thấy lo âu, sốt ruột cho công việc. Nhưng trên thực tế, dường như bạn không có hành động thực tế nào để giải quyết tình trạng này cả. Cơ thể mệt mỏi khiến bạn trở nên lười biếng, thiếu kiên nhẫn dù bắt tay vào bất cứ công việc gì. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, bạn sẽ mắc phải những lỗi sai không đáng có, phải tốn thêm nhiều công sức để khắc phục hậu quả. Phương diện tài lộc cũng dậm chân tại chỗ, bạn không thích các hoạt động giao lưu nên có lẽ việc mở rộng quy mô kinh doanh và đối tượng khách hàng vào thời điểm này là khá khó khăn. Theo tử vi tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần của người tuổi Tỵ, khi mọi thứ có dấu hiệu trì trệ, nếu bạn không nhanh chóng tìm cách thay đổi thì dễ trở thành sụp lùi hơn so với mọi người. Thêm vào đó, tình trạng sức khỏe sa sút có thể bạn tốn thêm một khoản cho thuốc men hoặc các thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Đáng mừng là phương diện tình cảm được bách việc chiếu mệnh, vận đào hoa của con giáp này có xu hướng nổ rợ, đặc biệt là đối với người độc thân. Bản mệnh có thể gặp những người mình trông đợi từ lâu trong những tình huống khá bất ngờ. Chỉ cần bạn chủ động và mở lòng hơn thì quan hệ đôi bên sẽ ấm lên nhanh chóng. 1. Luận về phương diện sự nghiệp của tuổi Tỵ trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần. Xin chia buồn với người tuổi Tỵ bởi sự nghiệp của bạn khó có thể đạt được bước tiến trong tháng 3 âm lịch này. Mọi việc có dấu hiệu trì trệ, thậm chí bạn không có hứng thú bắt tay vào các kế hoạch mà mình đã vạch sẵn ra từ trước đó. Nguyệt lệnh lâm bệnh khiến cho bạn thường xuyên cảm thấy lười biếng và mệt mỏi. Những căn bệnh vặt vãnh cũng khiến bạn có những suy nghĩ tiêu cực hơn. Con giáp này tạm thời thỏa mãn với tình trạng giam chân tại chỗ nên không muốn cố gắng quá nhiều. Thời điểm này, nếu bạn vẫn muốn làm việc với tâm thế hời hợt được chăng hay chớ thì rất dễ mắc phải các lỗi sai, khiến bạn phải tốn thêm thời gian giải quyết hoặc gây thêm nhiều phiền phức cho mọi người xung quanh. Hãy nhắc nhở mình làm việc có trách nhiệm hơn, nếu không hình ảnh của bạn sẽ trở nên xấu đi trong mắt lãnh đạo đấy. Tốt nhất hãy tự khích lệ bản thân để hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ được giao. Dù bạn không tiến về phía trước nhưng cũng đừng khiến mình thụt lùi so với tất cả mọi người xung quanh. Chỉ khi hoàn thành hết các công việc bạn mới cảm thấy nhẹ nhõm được. Con giáp này cũng nên chú ý mở rộng quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp. Đừng tự cô lập bản thân trong thế giới riêng. Bạn bè xung quanh sẽ đem tới động lực cho bạn để bạn tiến về phía trước. Còn nếu chỉ làm việc một mình, bạn sẽ rất dễ cảm thấy buồn chán, thiếu quyết tâm. 2. Luận về phương diện tài lộc của tuổi Tỵ trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần. Xem tử vi tháng 3 âm lịch của những người tuổi Tỵ, tình hình tài chính của con giáp này cũng không đạt được sự phát triển nào đáng kể. Nguyệt lệnh lâm bệnh khiến bản mệnh trở nên tiêu cực hơn, không đủ quyết tâm và sự quyết đoán để đưa ra các quyết định đầu tư kinh doanh. Các mối quan hệ xã giao thời điểm này của bản mệnh thường khá nhỏ hẹp. Bạn thấy thỏa mãn với những cái cũ, những cái quen thuộc nên tiền vào túi đều đều nhưng cũng khá nhỏ giọt. Khách hàng hay đối tác của bạn chủ yếu là những người cũ chứ chưa có người mới hay hướng đi mới trong công việc. Người làm công ăn lương không chịu cố gắng xong trong lĩnh vực công tác của mình nên dễ mắc phải sai sót. Không để bị trừ lương đã là may mắn lắm rồi, còn các khoản thưởng nóng gần như không có. Bạn cần phải tự nhắc nhở bản thân mình tập trung hơn để đỡ bị mất tiền không đáng.
Tình hình sức khỏe suy giảm trong khoảng thời gian này cũng sẽ tiêu tốn của bản mệnh một khoản kha khá. Bạn phải chi tiêu vào các khoản thuốc men và các thực phẩm bồi bổ sức khỏe. Hãy tập cho mình lối sống khoa học và cách suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn để đỡ phải tốn quá nhiều tiền vào khoản này. 3. Luận về phương diện tình duyên của tuổi Tỵ trong tháng 3 âm lịch. Dù phương diện sự nghiệp và tài lộc khá bế tắc, nhưng chuyện tình cảm lại có những khởi sắc rõ ràng. Dưới tác động tích cực của các tinh Bách Việt, dù bạn đã lập gia đình hay chưa thì đều có cơ hội tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Người độc thân có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp một cách bất ngờ. Thậm chí, bạn không cần phải có sự tác động của bất cứ ai cũng có thể nhanh chóng tìm được người ấy. Vì thế, khi có thiện cảm với ai, bạn hãy nhanh chóng tìm cách giữ liên lạc với người ấy. Đôi bên có thể thử kết bạn trò chuyện với nhau trước. Nếu tính cách và quan điểm sống phù hợp với nhau, thì quan hệ sẽ ấm lên nhanh chóng. Còn đối với những người đã lập gia đình, được sống trong bầu không khí hài hòa, hạnh phúc, dù bạn phải đối diện với nhiều áp lực ngoài xã hội, nhưng lại luôn có người ấy ở bên để cổ vũ, động viên. Những lời nói và hành động của đối phương giúp cho bạn có thêm động lực để đối diện với những điều không như ý muốn trong cuộc sống. Thậm chí nửa kia còn có thể giúp bạn chỉ ra con đường đúng đắn, giải quyết những khó khăn, khúc mắc ở thời điểm hiện tại. 4. Luận về phương diện sức khỏe của tuổi Tỵ trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần. Sức khỏe của người tuổi Tỵ có dấu hiệu suy giảm trong khoảng thời gian tháng 3 âm lịch này. Dù bạn không mắc phải những căn bệnh quá nặng, nhưng bệnh thường kéo dài khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, bi quan, không muốn hoạt động, không muốn cố gắng. Có thể lối sống sinh hoạt không điều độ và áp lực công việc thường xuyên khiến bạn cảm thấy dần suy nhược. Đây chính là thời lúc thích hợp để bạn điều chỉnh lại lối sống của mình. Hãy ăn ngủ đúng giờ và khoa học hơn. Đồng thời tích cực rèn luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thêm phấn chấn, hăng hái và tỉnh táo. Nếu cảm thấy cơ thể mệt mỏi, bạn không nên giấu bệnh hoặc cố tình làm ngơ. Tốt nhất hãy nên thăm khám kịp thời để nhanh chóng phát hiện các nguy cơ, tránh để bệnh trở nên nặng khiến việc chạy chữa trở nên phức tạp hơn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tỵ trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. 1. Tuổi Quý Tỵ mệnh Thủy, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, tinh thần uể oải, không muốn làm việc. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn, màu đen, màu xanh lá. 2. Tuổi Ất Tỵ mệnh Hỏa, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, chớ dậm chân tại chỗ, tạo điều kiện cho kẻ khác vượt qua khỏi mặt mình. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. 3. Tuổi Đinh Tỵ mệnh Thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, chuyện làm ăn không thuận lợi, chưa tìm ra hướng phát triển phù hợp. Quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu trắng. 5. Tuổi Kỷ Tỵ mệnh Mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, vợ chồng quan tâm tới nhau là động lực để bạn cố gắng. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Dần, màu sắc may mắn, màu đen, màu cam. 5. Tuổi Tân Tỵ mệnh Kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, sức khỏe suy giảm, cần chú ý sinh hoạt điều độ hơn. Quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu đen, màu trắng.